Xin kính chào quý vị và các bạn. Hiện nay chúng tôi đang có mặt tại hẻm số 331 nơi Trăng Long, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Nơi đây có một cái khu chợ hết sức nổi tiếng của dân Sài Gòn xưa, đó chính là chợ Đồ Cổ. Chợ Đồ Cổ tại quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh là một ngôi chợ hết sức đặc biệt. Nơi đây quy tụ nhiều người đam mê về đồ cổ, và những cái vị khách người ta có cái sự đam mê về đồ cổ ở nhiều lĩnh vực, như là sành, sứ, gốm, rồi đá quý, xe và kể cả những cái vật dụng cá nhân có từ thời rất lâu ở Việt Nam cũng như ở nước ngoài. Điều đặc biệt của cái chợ đồ cổ này, chúng ta đến đây có thể là tham quan và chúng ta cũng có thể là thưởng thức một cái ly cà phê để cùng trao đổi, chia sẻ. Và đặc biệt là những người thích những cái khung cảnh và hết sức xưa và tìm lại những cái nét xưa của cái Sài Gòn cũng như là các nước trên thế giới, thì chúng ta có thể đến đây để tìm cho mình những cái đồ vật mà mình yêu thích. Có thể là chúng ta đến đây không phải để mua, mà chúng ta có thể để chiêm ngưỡng và có thể chụp ảnh với một cái cảnh vật hết sức đẹp. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị và chúng tôi bắt đầu tham quan và khám phá chợ đồ cổ hết sức đặc biệt của thành phố Hồ Chí Minh này. Nổi tiếng hả? Dân các nơi cũng về đây, có người ta đẩy đây xong rồi giống như mình trung gian đó anh. Thứ bảy tới mình muốn bán gì bán. Thường là mở là cái ngày thứ bảy thôi. Thứ bảy nhật. Dạ. Thường là coi như mà chợ mình nó bán cà phê, nhưng mà còn chợ mình hoạt động là sáng là từ mấy giờ đến mấy giờ anh? Từ nói chung là từ 6 sáng. Dạ. Cho tới 5 giờ chiều. À. Còn cà phê thì mình bán ban đêm bình thường hả? À, bán bình thường. Dạ. Không, cà phê mình bán 5 chiều thôi. À, 5 chiều thôi hả? À. Đêm bán. Xưa thiết kế cái cảnh này cũng ghê ha, dữ dội ha. Hay. Chợ đồ cổ quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh là một trong những mô hình mua bán và trao đổi chia sẻ đồ cổ rất đặc biệt của người dân thành phố. Nơi đây không những là một điểm mua bán trao đổi và chia sẻ về đồ cổ, mà còn là nơi để người dân thành phố đến chiêm nghiệm và tìm lại những giá trị xưa thông qua những cái món hàng cổ của người dân Việt cũng như các nơi trên thế giới. Với nhiều người, đồ cổ là một thú chơi, và đã là thú chơi thì họ không hề tiếc tiền. Có cung ắt có cầu, mặt hàng mua của người tráng bán cho người cần này đang hoạt động sôi nổi ở thành phố. Hàng cổ nếu đúng chất thì phải có tuổi từ 30 tuổi trở lên lưu lạc nhiều nơi, và càng cũ càng tốt. Các mặt hàng cổ còn xài được thì giá cao hơn nhiều so với loại trưng bày. Các mặt hàng nhiều nhất hiện nay thường là máy đĩa than, cassette, máy ảnh cổ, tivi cũ, vân vân, xe máy. Các loại máy móc này có giá trị rất đa dạng. Điểm chung là tuổi thọ càng cao thì giá càng chắc. Ngoài ra, các loại bát đĩa, bình hoa, đồ gỗ, tranh ảnh cũng là nguồn hàng được nhiều người yêu thích nhất. Trung bình, các loại máy móc sẽ có giá 5 triệu đồng đến hơn 10 triệu. Còn các loại đồ cổ có kích thước nhỏ hơn thì giá chỉ tầm vài triệu đổ lại. Tuy nhiên, đã chơi đồ cổ thì phải tậu luôn những vật đi kèm. Như máy chạy đĩa than, phải luôn mua hàng đĩa, và giá đĩa than cũng tầm 7-8 triệu đồng một chiếc. Đối với những người sành bề đồ cổ thì họ có một phương cách riêng để tham khảo, chia sẻ và mua bán thứ mặt hàng họ cần. Còn đối với những khách hàng không sành bề đồ cổ nhưng có một niềm đam mê và một sở thích thì
thì ngôi chợ này cũng là một nơi hết sức đáng đến để họ tìm hiểu, chiêm nghiệm cũng như là tham quan chụp ảnh, tìm lại những cái giá trị xưa của cuộc sống thông qua những cái món hàng mà họ yêu thích. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng chúng tôi khám phá cái không gian cũng như là các mặt hàng tại ngôi chợ đầu cổ tại thành phố Hồ Chí Minh này nhé.
40.000. Giá vé để vào trong khu chợ này là 40.000 một người, nhưng bù lại chúng ta có thể sử dụng một loại thức uống hoặc một loại thức ăn tùy thích, và chúng ta có thể chọn một chỗ ngồi tùy ý từ sáng đến chiều, không ai có thể làm phiền chúng ta. Chiên rèn đây, đây là gạt loại. Mình vừa mấy cái đồ cũ mà vừa mấy đồ mới luôn anh ha. Dạ. Đồ mới, đồ mới nè. Dạ. Tùm lum na hết rồi. Đó là 10 sen, 20 sen, 1 đồng. 50 sen thì không có, 50 sen bán hết rồi. Nó có từ 10 sen, 20 sen, 50 sen luôn. Rồi 1 đồng đó ai siêu tầm gì siêu. Nhưng mà đều cái 50 sen mà bán không có hàng. Mua không có. Cái này giống của Mỹ đúng không? À cái đó Mỹ đó, đầu Mỹ đó. Đầu nó là cái 1865 thì nó có 5 đó. Cho em có một cái đồng Mỹ mà nó nhỏ khoảng cỡ vậy. Cái à, đó là khác nữa, Mỹ đó là khác nữa. Nó 1779 nó cũng có 5 đó. Nó loại nhỏ. Loại nhỏ đúng rồi. Có loại nhỏ giống vậy vậy. Đúng rồi, đúng rồi, nó bằng bạc á chị. Không có một cái đồng nữa. Mà nó bị đục một cái lỗ vậy. Đúng rồi, cái đó người ta đeo nó. Ta đeo á. Chắc ta đeo để may mắn hay sao? Chứ còn gì nữa, phong thủy lắm hả? Dạ. Chứ lại nhiều khi người ta chơi modem siêu tầm. Chơi modem siêu tầm á, người ta đeo vậy đó. Cái này giống như cái gì, cái thuốc, khúc thuốc đúng không? Cái nào? Cái này nè. Cái đó nó tẩu nha. Cái tẩu đúng rồi. À đây mới cái tẩu á trời. Tẩu ở ngoài dân tộc nó xài. Người dân tộc nó xài. Người dân tộc ngày xưa đó. Dạ. Giờ chắc nó xạ quá, nó làm sao nó nhiều quá, làm sao nó đổ dưới đất á. Ừ. Nó giống như là đồ đào dưới đất lên đó. Nó bỏ dưới đất, nó lấy đất nó đâm đắp lại đó. Dạ. Mà nó là đồ đào dưới đất thiệt luôn. Nay chợ mình mới bán lại nên chưa đông rồi chị ha. Dạ bán mấy bữa rồi nhưng mà không có đúng ngày, nay mới bữa nay là ngày đúng ngày. Ừ. Chợ mới mở. Mở trở lại. Cái này là chị bán nhiêu cái đồ này, cái bạc này. Nó bán 1.2 triệu. Cái đó đồ xưa mà. Cái này chắc của Việt Nam mình làm luôn. Việt Nam xưa, ngày xưa đó, ai dạ. Thời Pháp đó. Dạ. Thời có Pháp ở đây á. Dạ. Chụp có hút có ai mua em giới thiệu chứ. Tại mấy đứa trẻ trẻ nó cũng thích đeo mấy kiểu mới lạ lạ. Thì ai thích thì bán thì thôi. Chụp thì nhầm nhò vậy. Hãy
Thôi được rồi. Đây ha. Đủ là mã rồi bạn. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa tham quan những cái gian hàng cũng như khung cảnh tại khu chợ đồ cổ quận Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh. Một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã theo dõi video clip. Nếu quý vị thích hãy like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những cái video clip tiếp theo của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Hẹn gặp lại quý vị trong video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn.